Lâu xin chào anh em nha. Nay là buổi chiều 6 giờ đến với kênh của Tam Tài nha anh em. Đây, nay chú Tài đang có một cái nghiên cứu lạ lùng, không biết chú Tài làm gì nữa. Để hỏi chú Tài cái ơi. Đang nghiên cứu gì vậy Tài? Chào các anh em nha. Okay. Mình đang chế tạo một cây bô á. Cây bô gọi là cây bô lon hơi thôi, dạng như mà nó cũng cỡ XC hay là Lempinski gì á, cái over vậy á. Mà lon lớn hơn xíu nha. Mình định chế gắn vô xì bo chạy vòng vòng chơi anh em. Giờ mình thử nổ máy thử cho nó làm sao nha. Rồi. Giới thiệu đại khái anh em nè. Ánh đồ. Mới chế xong cái lon. Ánh đồ. Đây. Má nhịn bô khủng dữ vậy. Nè quay sơ lược cho anh em xem cái bô nè. À cái này là sơn lại hết luôn phải không? Lon này là lon tầm cỡ nha anh em. Lon trà bá chứ không phải là lon to phải không? Nè anh em thấy cái họng ở trong không? À. Rồi ok. Cỡ mà mấy cái mà XC là không có nghĩa địa với cái này nha anh em. Đây mình quay thử khúc này. Khúc này là Tài ngã đầu. Đây. Ok. Quá đẹp luôn. Mình tính thử cái quy lực của nó như thế nào nha anh em. Lâu thì cũng rảnh mình đổi gió cho anh em thử mấy cây bô hơi chơi. Rồi. Bây giờ mình sẽ gớt cái này ra mình gắn vô nha anh em. Biết nó nổ làm sao anh. Nếu mà nổ được mà chiều mình gắn vô xe anh em. Mình chạy vòng vòng cho anh em coi chơi ha. Cái cây này chị lễ là thầy luôn á. Quá đẹp. Giờ cũng chiều sắp tối rồi anh em. Đói bụng rồi á. Gán test xong cái bô này xem tiếng nổ như thế nào rồi vậy ăn cơm cũng vậy. Lấy dùm cái chìa khóa 12 bảo. Rồi, tăng đưa sơn luôn. Dắt qua bên kia rồi. Đây là anh em nhìn nè. Cái bô khủng nè. Quay view vòng vòng cho anh em coi chơi. Hôm nay nó hơi bị thiếu sáng nha anh em coi đỡ nha. Tối rồi. Ông bô này hơi khủng quá. À.
này thường mình vẫn thử đồ cho anh em nha. Thường mình thử mấy bình xăng loại 1 rồi đó. Cái lon này cho anh em xem cái gì luôn. Hay tối nha anh em. Này là thông luôn á anh em ơi. Nỉ trong đây là nói chung là mình làm trong đây cái nỉ cũng rất là chắc nha. Này hơi tối chút xíu anh em chịu khó. Rồi ok. Mình xiết chặt ốc mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử nha. À, chuẩn bị chú Tài nổ máy nha anh em, cảm nhận cái hơi nha, mình đứng ra ngoài xa luôn á. À, chuẩn bị chú Tài nổ máy nha anh em, cảm nhận cái hơi nha, mình đứng ra ngoài xa luôn á. Khủng khiếp á, à, khủng khiếp nội ơi. Khủng khiếp luôn anh em ơi. Ghê quá. Cái mức độ ganh tì của nó rất là khủng khiếp nha anh em. Em nghe không, nhức ốc luôn. Cái này mà chạy đi mà đi bão là chắc ai cũng nấy dạt ra hết quá. Nói chung là thử vài hơi gì cũng được rồi, để mình rảnh mình gắn vô xe anh em. Mình chạy vòng vòng cho anh em xem chơi. Ok. À, đúng là cái quy luật này cỡ mà mấy lon bô XC hay là lem quanh si rồi là không có qua nha anh em. Đó. Quá là khủng khiếp. À, bánh trái đàn ăn ở dục bấy nhầy hết trơn nè. Thấy là anh em thấy lon bô mình làm chế nổ hay không? Rồi vậy nha, mình rảnh mình sẽ gắn lên xe mình chạy đi một đoạn cho anh em xem thử dàn hơi của nó như thế nào. Okay. Rồi chào anh em nha. Rồi chào anh em nào đam mê ủng hộ kênh Tâm Tài nha anh em. Rồi, nhớ like đăng ký kênh nha. Rồi chào anh em. Rồi.
make it love, so we can get high, because I feel it.